Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện hành và mức giá mới cao nhất nếu được áp dụng sẽ lên tới 3.612 đồng 1 kWh, chưa gồm thuế VAT. Giá điện các bậc thang từ 1 đến 5 được tính bằng 90% đến 180% giá bán lẻ điện bình quân, 2.006,79 đồng 1 kWh. Như vậy, giá thấp nhất bậc 1 khoảng 1.806 đồng 1 kWh và cao nhất là bậc 5 là 3.612 đồng 1 kWh. Bộ Công Thương cho rằng giá điện cho từng bậc được thiết kế lại, đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Theo đó, giá điện cho 100 kWh đầu tiên được giữ nguyên để hỗ trợ người nghèo, hộ gia đình chính sách, gần 33,5% tổng số hộ dùng điện. Trên lệch giảm doanh thu tiền điện của số hộ này, Bộ Công Thương cho biết sẽ được bù từ hộ dùng 401 đến 700 kWh và trên 700 kWh, tức là giá điện các bậc cao từ 400 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp